Đâu thôi. Đi cái cột kia còn mấy cái dâu chưa bẻ cái trống thẳng này kìa. Cứ núi húi ở đấy rồi nó lại chọc vào đít cho à. Nó chọc cho đau lắm đấy. Nhìn như sắt đầy sợ lắm. Thử cho là đít rắn hay cọc rắn. Lên muộn không? Thế anh em làm rồi lên muộn không? Nhiều lúc mà người ta nhìn thấy mắt nhìn thấy nhưng mà mình vẫn cứ làm ấy.